nay, tập cuối cùng của bộ ba ăn ý mùa 2 sẽ chào đón ba cặp người chơi năng động cùng các đội trưởng Phương Lan. Biết trước có kết quả như vậy thà không bấm. Dây Nhật Hà. Không thắng thì cộng. Và Huỳnh Quý. Ôi chị hỏi gì quên rồi. Sẽ mang lại cho khán giả những trận cười vô cùng sảng khoái, những trò chơi vận động vô cùng vui nhộn, những câu hỏi hóc búa, C là đáp án sai thiệt, và tiết mục trình diễn thú vị. Đội nào sẽ là quán quân? Hãy đón xem bộ ba ăn ý phát sóng lúc 19:30 Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 trên kênh HTV7.